quay cho mọi người xem. Vì nó thế này thôi mà khá là sâu lắm. Đoạn trên thì do mình có nói là này tầm 30 mét đấy. Không phải là nó cạn đâu mọi người. Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ đi khám phá khu này để đi tìm kho báu nha mọi người. Vì mình thấy khu này là nó rất là nhiều đá soi mòn với lại nó nhiều cái đá đến đèn này, mình đi dạo xem thứ đó có phát hiện kho báu nha mọi người. Vì mình tò mò quá cho nên là mình đến liều thì mình đi xuống xem mình có phát hiện hay không nhé. Mời mọi người cũng đi với mình nhé. Quá kinh khủng luôn. Cái chiều cao này chắc tầm 20-30 mét đấy mọi người. Cái đất này nó sâu xuống này. Khả năng là tầm 30 mét. Cái chiều sâu từ trên đến kìa. Xuống dưới đây. Đấy, đến đây luôn này. Đi khám phá thử xem cho vui thôi nha mọi người. Đây này, nhiều quá, khá là nhiều. Mà kho báu thì lại không có, thế mới đau. Kinh khủng chưa, giống như mai mốt luôn. Mà lạ mấy cái nẹp này mà nó lại không có kìa mọi người. Đây là nẹp này. Nẹp đây mà nó lại không có. Nẹp thì nẹp không. Đất mục, đa mục này. Rồi mình đi, giống mình nói hồi nãy mình đi đến đây thôi nha mọi người. Đi đoạn này là khá là cao nhưng mà mình không muốn mạo hiểm nữa. Lên tốt trên kia nữa. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại xuống dưới kia. Mình quay về xong. Không dám đi lên nữa. Vì càng lên lại càng khó đi. Với lại rất là nguy hiểm. Báo là chắc có đâu nhưng mà chỉ thấy là nguy hiểm thôi, mình hơi nhột nhột sợ đi một mình nữa. Khu này chắc là theo khả năng mình đoán này chưa có ai mà đặt chân vào đây đâu. Theo khả năng mình đoán là xuống đây là người đặt chân trước mình này chắc phải có can đảm lắm. Vì bây giờ mình xuống đây là đã vụ hơi khô rồi, không phải là vụ mưa nữa. Để mà đi vào vụ mưa thì rất là nguy hiểm khu này. Quá kỳ gớm luôn. Mình rất là nghi nha, mình nhìn thấy từ trên cao thì nó quá tò mò. Vì mình tò mò quá cho nên là mình đi xuống đến thử xem để khỏi phải tò mò nữa. Cái gì mà mình muốn biết thì mình phải đi thực tế để mình khỏi phải suy nghĩ miết, tò mò miết. Mình mới hết cái tò mò nha mọi người.
cái gươm. Đây mới có mấy năm thôi mà nó sạt lở cỡ này rồi. Sau này nữa có khi còn hơn đấy nữa. Mà mình không hiểu nữa. Khu này mà đảm bảo nên là có khu vực mà nó có kho báu thì kiểu gì nó cũng vẫn phát hiện, vẫn thấy. Đây là không có. Xu người ta trồng cái sạt lở hết trên đồi xuống. Hôm nay mình chỉ quay để dạo và khám phá thứ kho báu dưới đây, cũng coi như là dưới lòng đất rồi nha mọi người. Chẳng qua là nước nó ăn mòn này, mình kêu là nó không phải là lòng đất, cái này là đến cái nền đất rồi này. Nói chung là khu vực này là nó sâu xuống đến đất nền dưới rồi. Đây là cái nền của nó rồi này, cho nên là nó ra mới cái cục đá nhiều thế này. Cũng khá là thú vị. Theo mình thấy thực tế khu này không phải đơn giản đâu. Giống như hang động người ta làm phim thì mọi người, giờ mình sẽ đi hết cái khu vực đường này, đến đoạn mình đi lên đây rất là nhiều đá này, đó, đá đến đèn này mọi người, quá cái gớm vì khu này rất là hẹp nha mọi người. Để trên đầu của mình này là hai đất này là rất là hẹp này. Để đến nền rồi này. Nếu mà khu vực mà có vàng thì cứ nền nó này là chắc chắn kiểu gì nó bám được vàng này, nhưng mà đây không có này mọi người. Đá này là nó rã từ mấy cái lớp nền này. Đây này, lớp nền này. Nó trên cái đá này này. Vì mình phát hiện ở dưới kia nó nhiều đá xay là nó ra từ cái đá đây này, đây đá này này, đây này nó đá không mọi người, nhưng mà vàng như thế này thì thôi rồi, rất là nặng nha mọi người, qua cái gươm luôn. Cục này chưa phải là to đâu, có nhiều cục to hơn đây nữa. Sơ sơ mình đi tầm thì tò mò vàng là cái hạt nhỏ nhỏ rồi, cái cục này là mình thấy nó phê rồi, nhưng mà khu này là còn ghê hơn nữa. Đá không phải kho báu. Đây là cái đoạn này rất là hẹp nha mọi người. Quá hẹp. Theo cái dấu chân của mình đi là hình như là khu vực này chưa thấy dấu chân của ai đã từng đi vào đây nha mọi người. Quá hẹp quá, nhỏ nhưng mà nó khá là sâu nhé. Đây này, cái cục to này, đấy, cục to này, cục này khá là to, này, cái cục nhỏ 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 này,
nhiều kinh khủng luôn. Có đá luôn. Nó lại không có. Thế mới đâu. Bây giờ mình xin kết thúc video tới đây nhé mọi người. Thật ra cái đường mình đi này cũng còn khá là dài. Vì mình quay để cho mọi người xem khoảng một đoạn thôi. Đây, đá mình đập này. Vì cũng lâu rồi mình không làm video, cho nên mình làm chia sẻ để mọi người cùng xem. Để mình có video. Mọi người thấy hay và thú vị, like và đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Bây giờ mình tìm đường mình để leo lên, hôm nay là đường của mình đi xuống, bây giờ mình leo lại đường đó. Cái đường này cũng giờ mình phải leo lên dốc trên đây xuống, hôm nay mình đi từ trên này xuống này, giờ mình phải leo lại bám vào cái thân cây này. Chào tạm biệt mọi người nhé. Mình xin kết thúc video.